Ngày mình sẽ có một cái bài tập nho nhỏ. Các bạn sẽ đang ở trong cái file này. Mình đang ở trong cái thiết kế này. Mình sẽ chọn vô cái menu biểu tượng của Figma. Mình chọn Back to File có S, tức là quay trở ra cái cửa sổ quản lý file. Ở đây mình thấy cái file của mình đang làm lúc nãy. Nếu các bạn có đặt tên thì nó có chữ ở đây. Và mình chọn Create New. New một cái design file. Và đặt tên ở đây giúp cho thầy. Đặt tên ở đây Trần Quang Bình Profile. Trần Quang Bình Profile. Ở phía dưới này các bạn tạo cho thầy một cái frame frame mới. Tạo frame mới. Và các bạn chọn cho thầy là font. Các bạn thích font nào? Các bạn muốn iPhone 16 Pro Max. Các bạn click chuột vào đây. Đây là giao diện iPhone 16 Pro Max. Được chưa nào? Và các bạn sẽ chèn cái hình lúc nãy vào. Cái hình lúc nãy mà thầy gửi cho các bạn á, thầy sẽ lưu về máy ha. Rồi, các bạn sẽ chèn cái hình này vào. Các bạn để ở bên ngoài giúp thầy. Rồi, các bạn nhìn cái giao diện của nó. Các bạn thiết kế lại bên này. Nhìn cái giao diện ở bên này. Mình thiết kế lại. Mình chỉ thiết kế cái phần bên trong này thôi nhé. Cái chỗ mà sóng điện thoại rồi giờ. Nếu như cần các bạn thiết kế cũng ok. À, giả sử như mình muốn thiết kế cái phần đó thì mình chọn ở phía trên này, mình chọn một cái rectangle và các bạn sẽ vẽ và các bạn kéo nó sát góc ở đây, nó tự bắt nha các bạn. Và các bạn kéo sát góc ở đây, nó tự bắt. Như vậy mình có thể là chèn ở đây màu đen, màu đen. Như vậy cái fill chỗ này mình chọn màu đen đã có được màu đen. Sóng mình có thể đi vào để mình lấy cái icon của mình lúc nãy ra. Icon của mình lúc nãy ra. Mình xem thử là trong các cái icon mà người ta đưa ở đây có cái icon nào liên quan đến cột sóng không. Nếu có thì mình lấy cái cột sóng đó ra. Nếu không có thì giả sử mình lấy cái cột sóng này. À, giả sử mình lấy cái cột sóng này. Nhưng cột sóng này của mình nó đang là màu trắng, mình đổi fill lại. À, xin lỗi, cột sóng mình nó đang màu đen, mình đổi fill lại cho nó màu trắng. Nhưng khi mình đổi fill lại là nó nằm dưới mất rồi, nó nằm dưới mất rồi. Giờ mình làm sao? Đây cái fill mình có thể click chuột, mình chọn để cho đẩy cho nó lên, scene Xin, xin. Để rồi mình đổi lại màu đi cho nó dễ thấy trước đã. À, đổi lại màu xanh đi. Bạn này mình đẩy nó lên trên. Send to bed. Ok. Bạn bed một cái bạn xuống phía sau luôn. Lấy chuột phải. Nó là icon đúng rồi. Bin to front.
À quên, quên các bạn, có một vấn đề mà thầy hồi nãy thầy quên để ý. À, khi mình thiết kế ở chỗ này, cái rectangle của mình nó đang nằm ngoài cái iPhone các bạn nhé. Các bạn phải đưa nó vô trong iPhone mới được. Ok. Rồi. Bạn phải đưa vô trong iPhone mới được. Tại vì mình đưa ra ngoài iPhone là nó không đồng ý. Rồi ok, send cái này lên trên. Rồi, lên rồi đó. Quên chú ý chỗ đó. Rồi như vậy mình đã có biểu tượng của cái sóng màu trắng. Control cho nhỏ cái màn hình lại. Kéo nó qua. Bạn có thể nhấn phím space. Rồi như vậy mình đã có được cái biểu tượng sóng. Các bạn chú ý ở trong cái khung hình nhé. Trong khung hình. Cái iPhone của mình, tất cả những đối tượng mà mình đang thiết kế nó sẽ nằm trong cùng một cái khung khung hình. Rồi tiếp tục mình sẽ có cái gì nữa? Giờ 9:20 AM thì tương tự như vậy, các bạn sẽ chọn text và các bạn nhớ là cái đối tượng của mình nó phải nằm bên trong iPhone 16. Đây, nó nằm bên trong rồi đây. À, 9:20 cách ra AM. Rồi, size của mình hơi nhỏ, cho size lớn lên. Chữ của mình không có được đậm, mình chọn full. Full lên. Rồi, lớn một tí xíu nữa. Rồi, bắt đầu mình thiết kế tiếp. Bên này có biểu tượng pin, coi có không. Nếu không có thì mình lại đi tìm biểu tượng pin. Mình có thể click chuột vô đây, biểu tượng này, để mình đi lấy cái icon cho nó nhanh. Mình xem trong này có không. Nếu không có thì mình lại đi tìm. Mình có thể tìm những cái bộ icon khác. Còn nếu tạm thời tại lúc này, mình có thể sử dụng một cái biểu tượng ha. Ok, có pin. Biểu tượng pin của mình nó đang nằm ngoài cái iPhone, mình kéo vào giúp thầy. Đây, biểu tượng pin. Biểu tượng pin của mình đang màu đen, mình sửa cho nó thành màu trắng. Nó hơi lớn, mình chỉnh cho nó nhỏ lại. Rồi, tạm thời mình đã có một, nhấn Shift, chọn 2, nhấn Shift, chọn 3. Như vậy là mình đã có được 3 cái đối tượng liên quan ở trong cái bài của mình. 1, nhấn Shift, chọn 2, nhấn Shift, chọn 3. Khi mà các bạn đã chọn được 3 đối tượng thì nó lại có thêm cái chỗ là position để mình canh. Ở đây là mình canh nó sẽ ngang, theo chiều ngang là nó đều ở giữa. Đều ở giữa. Được chưa nào? Đó. Và nó có khoảng cách. Khoảng cách giữa các đối tượng đều nhau. Được chưa? Nhưng mà chỗ này thì cái đối với lại cái giờ này thì mình để ngay giữa đẹp hơn. Ok. Như vậy mình đã có được cái đầu tiên của chúng ta. Rồi ở dưới chúng ta sẽ có một cái chữ profile, màu nó hơi xám một tí xíu, và chữ bed ở dưới là cái hình của mình. Và cái khung hình của mình chỗ này chúng ta thấy là nó chia ra. Nó chia ra. Ví dụ như chỗ này mình muốn kéo lên để cho nó có cái độ dài tương ứng với lại cái font của mình. Đó, mình canh cho nó dễ. Đúng không? Đây là độ dài tương ứng với cái font của mình rồi đây. Đó. Để mình canh cho nó dễ. Mình crop cái email này lại cho nó gọn đi. Tại vì nó có cái biên rộng quá.
mình chỉ cần cái hình này thôi chứ mình không cần mấy cái phụ, mình drop đến đây luôn. Rồi, như vậy cái hình của mình nó còn rất là gọn. Đó, mình sẽ thiết kế cái giao diện giống như vậy. Được chưa? Tiếp tục, mình sẽ làm gì ở đây? Zoom lớn nó lên. Ví dụ như chỗ này mình có cái hình chữ nhật ở chỗ này màu cam, thì ở phía dưới mình chọn hình chữ nhật mình tạo bên trong, kéo nó qua đây sát biên, kéo nó sát biên. Rồi màu bạn sẽ chọn, bạn có thể lấy cây bút này nếu như mà bạn không biết cái màu này là màu nào. Ví dụ như mình chọn ở đây mình thấy nó cũng không hợp lắm, mình có thể chọn cây bút lấy màu, mình lấy chuột vô đây. Và cái màu này mình thấy là cái hình này nó hơi cũ cho nên có thể nó tối, mình cho nó sáng thì tí xíu. Đó. Như vậy mình đã lấy được cái màu tương ứng. Được chưa? Biểu tượng của chúng ta có cái hình điện thoại, tin nhắn, quả cầu, ba chấm. Như vậy mình xem thử là trong cái icon của mình có cái biểu tượng đó không? Đây, điện thoại có. Tin nhắn. Đây, có. Hoặc là coi thử có biểu tượng nào khác không? Rồi, mình lấy biểu tượng này. Tiếp tục, quả địa cầu. Quả địa cầu đây, dấu ba chấm đây. Ok, như vậy mình đã có đủ bốn cái biểu tượng mình cần. Và đối với lại cái hình này có vẻ như là hơi lớn các bạn nhỉ. À, mình sẽ chọn ở đây chiều cao, chiều rộng. Chiều rộng và chiều cao. Ví dụ như mình đặt vô đây. Rồi. À, cho nó là màu trắng. Hơi lớn đúng không nào? Mình cho kích thước của nó. Ví dụ như là 80%. À cái này không phải. Đó là độ. Độ sáng. Chỗ này mình cho 80. 80 vẫn còn lớn. 60. Cái biểu tượng này cũng không đúng lắm đó nha các bạn. Mình có thể chọn biểu tượng khác. Rồi mình sẽ có hình nhấn shift. Shift cho nó đều. View. View ở đây. Này là view, đúng rồi, chọn no view. Và stock thì mình sẽ chọn màu trắng. Stock màu trắng và no view. Đấy. Như vậy là mình đã có được cái hình tròn. Đối với lại cái hình này, mình có thể điều chỉnh thêm. Tương tự như vậy bạn làm nhé. Mình chưa cần quá chi tiết, chưa cần quá đẹp. Mình có là được rồi. Như vậy thì đối với lại cái hình này, mình có thể copy cái này ra. Copy cái này ra. Ctrl-C. Ctrl V. Còn mình chọn sai đối tượng rồi.
Mình chọn đối tượng này. Ctrl C, Ctrl V. Rồi, bạn đang có một đối tượng. Hoặc là bạn chọn ở đây, chúng ta nhấn Antenat, chúng ta kéo ra, cũng có một đối tượng thứ hai. Chúng ta nhấn Antenat, chúng ta kéo ra, có một đối tượng thứ ba. Và ba đối tượng này nó không được đều nhau, không được đều, bốn đối tượng không được đều nhau. Mình có thể chỉnh lại, kéo cái đối tượng này ra tí. Một, nhấn Shift chọn 2, nhấn Shift chọn 3, nhấn Shift chọn 4. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ canh giữa và chúng ta sẽ chọn canh các đối tượng có khoảng cách đều nhau. Như vậy, các đối tượng của chúng ta đã có khoảng cách đều nhau nhờ công cụ Align. Rồi, chúng ta sẽ chỉnh cái đối tượng này vào trong và chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh cái biểu tượng này. Lúc nãy đối tượng này chúng ta đã cho nhỏ xuống còn 60. Tương tự, mấy đối tượng này chúng ta cũng có thể nhấn Shift và chúng ta cho nó nhỏ xuống 60 cùng lúc. Và màu của này nghe rồi, thầy có quay video lại, tí nữa các bạn sẽ nhìn lại cái video của thầy. Ừ. Rồi mình kéo cái biểu tượng này vô đây, kéo biểu tượng này vô đây, kéo biểu tượng này vô đây, và chúng ta cho ba đối tượng này thành màu trắng luôn. Đó, được chưa nào? Tí nữa chúng ta sẽ chỉnh cái đường để cho đối tượng này cái đường nó mịn lại. Rồi, như vậy cơ bản là chúng ta đã hoàn thành. Còn sau đó mình chỉnh sau. Và các bạn sẽ làm thêm để cho nó có được cái profile của các bạn. Được chưa nào? À, thầy sẽ tạm dừng ở đây để các bạn sẽ làm. Và thầy đã có quay video. Ví dụ như chỗ này các bạn có cái hình, thì các bạn chọn nhớ nhấn Shift để cho nó tròn. Nó đang canh giữa nè. Nó auto snap nha. Rồi. Mình sẽ chèn tiếp một cái hình vào. Các bạn chọn cái hình của các bạn cho nó đẹp. Desktop. Ok. Chèn cái hình vào đây. Rồi. Đó, như vậy là mình đang thiết kế một cái layout cho cái giao diện profile trên app điện thoại. Và các bạn có quay video và các bạn có thể xem lại. Và thầy sẽ ngồi đây để xem các bạn cần, thầy sẽ hỗ trợ trực tiếp.